Xin chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ xem về hai bé Bulford đang có tại shop nguồn nha. Đây là một bé nhỏ nè, là một bé size to rất là nhiều, các bạn có thể so sánh. Đó, rất là đã nha các bạn. Mình nhớ đừng có để gần nhau, nó táp một cái là xong luôn đó. Bulford thì sẽ ăn gì? Bulford thì ăn đủ loại như là sâu, dế, cá, chuột, liêu điêu, thằn lằn. Nói chung là có con gì thì nó cũng ăn hết trơn á. Đây mình sẽ tiến hành cho thử coi bé nào biết ăn chuột chưa nghe. Rất đơn giản là đây. Bé lớn thì táp chuột rất là đơn giản. Bé nhỏ thì không biết sao đây. Cái bé nhỏ này thì cũng biết táp nhưng mà chắc là nó chưa có táp được mồi tốt. Chắc phải nhử. Khá là vất vả. Đáp được chưa? Chưa được luôn. Ok, cuối cùng là bé Tasman nhỏ này, ba Bulford nhỏ này không thể nuốt được. Đây vẫn là chiến thắng trong bữa ăn ngày hôm nay nghe. Chúng ta lại xem cái bé lớn nuốt cái đầu rồi nha. Rất là đẹp không các bạn? Tết này nó được nè, nhưng nó mới to được như vậy. Còn cái chú này thì chỉ biết được cá nên cũng chưa biết nó có thể to được gì không nha. Hai bé này là shop để nuôi, còn các bạn nào muốn nuôi á thì có liên hệ đặt hàng, sẽ có bán Bulford Baby nha. Xin chào các bạn xem, nhớ đăng ký kênh YouTube của bé shop luôn nha. Ồ, bé kia đã nuốt gần xong luôn rồi. Con còn nhỏ quá, con kia ăn chuột rồi, còn bị chuột cắn nữa. Ok, và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau nha. Xin chào.